và chúng ta sẽ đến với thi đấu thứ năm chủ trận công đài đầu tiên kỳ lôi đài 119. Dũng vô bóng 1-0. Anh Dũng làm chúng ta nhớ đến thủ môn Bùi Tiến Dũng của đội U23 Việt Nam không thể xuyên thủng. Chúng ta thấy những tiếng vũ hề được liên tục vang lên từ hai đối thủ. Và hôm nay trời rất nóng. Tỷ số được quân bình 9-0. Cái này
19. Không khí này bắt đầu sôi động lên, nó chưa đuối vậy.